Phật Thuyết Kinh Pháp Diệt Tận Tôi nghe như vậy Một thổi nọ Đức Phật ở tại thành Thượng Mau Đức Như Lai trong ba tháng nữa Sẽ nhập Đại Niết Bàn Lúc đó các vị tỳ kheo Chư Bồ Tát Cùng vô số chúng sanh đến chỗ Phật Và họ cúi đầu đảnh lễ sát đất Đức Thế Tôn tĩnh lặng Ngài không nói một lời ánh hào quang cũng không hiện. Bây giờ hiền giả A Nan đảnh lễ và thưa hỏi Phật. Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay, bất kỳ lúc nào Thế Tôn thuyết pháp cũng đều có vần hào quang uy nghi tự nhiên xuất hiện. Nhưng nay trong đại chúng, ánh hào quang ấy không hiển hiện nữa. Chắc hẳn đây phải là do nhân duyên gì? Chúng còn mong muốn được nghe nghĩa ý. Đức Phật vẫn lặng yên không trả lời Như thế cho đến khi thỉnh cầu đến ba lần Lúc đó Đức Phật mới bảo Ngài A Nan Sau khi ta nhập Niết Bàn Lúc Pháp bắt đầu diệt mất Ở trong đời ngũ trượt ác thế Ma đạo sẽ rất hưng thịnh Ma quỷ sẽ giả làm sa môn để phá hoại đạo của ta Chúng mặc quần áo của người thế tục Ưa thích y phục năm màu mặc áo cà sa sặc sỡ, chúng uống rượu, ăn thịt, giết hại chúng sanh, tham đắm mùi vị, không có lòng từ bi và còn sân hận đố kỵ. Lúc bấy giờ sẽ có các bậc Bồ Tát, Độc Giác và A La Hán, họ tinh tấn tu đức và tôn kính hết thảy, các ngài lấy nhân ái làm tông hướng, giáo hóa bình đẳng và thương mến người nghèo lo lắng người già yếu giúp kẻ khốn cùng họ luôn khuyên bảo mọi người hội trì kinh tượng với tấm lòng hiền lành các ngài làm mọi công đức không làm hại người khác luôn hy sinh giúp đỡ không tự lợi nhẫn nhục và hòa nhã nếu có những vị như thế thì chúng ác ma tỳ kheo đều sanh lòng ganh ghét phỉ báng bôi nhọ xua đuổi trục xuất sau đó, do những ác ma này không tu đạo lập đức, nên chùa tháp bỏ hoang vắng, không người sửa sang, rồi sẽ bị hư hoại. Chúng chỉ tham lam tích chứa tiền tài, không chịu phân phát và không sử dụng vào việc để tạo phước đức. Chúng sẽ mua bán nô tỳ để trồng trọt, đốt rừng, giết hại chúng sanh, một chút lòng từ cũng chẳng có. Sau đó, những nam nô sẽ thành tỳ kheo những nữ tỳ sẽ thành tỳ kheo ni chúng không có đạo đức dâm loạn ô uế nam nữ không cách biệt chính những kẻ này sẽ làm đạo suy yếu và phai mờ đi hoặc có kẻ chạy trốn luật pháp chúng sẽ nương dựa vào đạo của ta và xin làm sa môn nhưng không tu giới luật giữa tháng và cuối tháng tuy có tụng giới nhưng chỉ là trên danh nghĩa do vì chán ghét và lười biếng nên chẳng còn muốn nghe nữa. Chúng không muốn tụng toàn bản văn, mà chỉ tóm lược phần đầu và đoạn cuối. Chẳng bao lâu, việc học kinh với tụng niệm cũng sẽ chấm dứt. Cho dù còn có người đọc tụng, nhưng họ không hiểu nghĩa của câu văn, rồi miễn cưỡng cho đó là đúng. Lại không hỏi các bậc minh sư, cống cao ngã mạng, cầu danh cầu lợi, và làm ra vẻ tào nhã vẻ vang để mong được người cúng dường. Khi chúng ma tăng này mạng chung, thần thức của những kẻ ấy liền đọa vào địa ngục vô gián. Bởi đã phạm năm tội ngỗ nghịch, nên chúng sẽ trải qua hằng hà xa số kiếp để sinh làm ngạ quỷ và bàn sanh. Khi tội báo đã hết, lại sanh ra ở vùng biên địa, nơi không có tam bảo. Khi Pháp sắp bị diệt, người nữ sẽ trở nên tinh tấn họ luôn làm các việc công đức ngược lại thì người nam lười biếng và không còn giảng pháp nữa những vị sa môn sẽ bị xem như phần như đất và chẳng còn ai tin tưởng nơi các ngài khi pháp sắp bị mất chư thiên khóc lóc lũ lụt và hạn hán thất thường năm loại ngũ cốc sẽ không còn chính bệnh dịch lây lan và giết đi vô số sinh mạng dân chúng lầm than còn quan chức mưu toan tính lợi, ai nấy đều không thuận theo đạo lý, ưa thích nhiễu loạn, kẻ xấu ác gia tăng nhiều như cát trong biển, người thiện rất hiếm hoi, hầu như chỉ được một hoặc hai người. Do kiếp sắp tận, vòng quay của mặt trời và mặt trăng trở nên ngắn hơn, thọ mạng của loài người lại giảm, 40 tuổi thì đầu bạc, người nam dâm dục quá độ, Tình dịch cạn kiệt nên chết sớm, hoặc chỉ sống đến 60 tuổi. Trong khi tuổi thọ của người nam giảm thì tuổi thọ của người nữ gia tăng đến 70, 80, 90 hoặc đến 100 tuổi. Lúc bấy giờ, nước lớn sẽ hốt nhiên khởi lên và kéo dài đến vô hạn kỳ, nhưng người đời không tin mà lại xem là việc bình thường. Các loại chúng sanh hỗn tạp Hồng phân sang hèn quý tiện, chết đuối, chìm đắm nổi trôi và bị cá rùa ăn nuốt. Khi ấy, các bậc Bồ Tát, Độc Giác và A-La-Hán sẽ bị chúng ma xua đuổi, trục xuất và không còn tham dự trong chúng hội nữa. Giáo pháp của ba thừa sẽ lánh vào nơi núi rừng Phước Đức. Trong yên tĩnh, họ sẽ tìm được sự an vui, tuổi thọ thêm lâu dài. Bấy giờ chư thiên sẽ hộ vệ cho đồng tử Nguyệt Quang xuất thế. Các ngài lại gặp nhau và cùng chấn hưng đạo của ta. Nhưng 52 năm sau đó, Kinh Thủ Lăng Nghiêm và Kinh Phật Lập Chánh Định sẽ bị sửa đổi trước tiên, rồi sau đó diệt mất. 12 bộ kinh cũng từ từ biến mất và không bao giờ còn xuất hiện lại. Văn tự cũng không còn thấy nữa áo cà sa của sa môn sẽ tự nhiên biến thành màu trắng. Khi pháp của ta sắp diệt, nó sẽ như ngọn đèn dầu bừng sáng lên trong chốc lát rồi tắt mất. Khi pháp của ta đã diệt, thì nó cũng như ngọn đèn đã tắt. Từ đó về sau, thật khó mà nói chắc điều gì sẽ xảy ra. Và như thế cho đến 10 triệu năm sau, lúc Đức Từ Thị sắp hạ sanh ở thế gian để làm Phật, thiên hạ sẽ thái bình, độc khí tiêu trừ, mưa thấm nhuần điều hòa, năm loại ngũ cốc tươi tốt, cây cối to lớn, loài người sẽ cao đến 8 trượng và sống đến 84.000 tuổi. Chúng sanh được độ thoát, nhiều không thể tính đếm kể. Lúc bấy giờ, hiền giả A Nan đảnh lễ và thưa hỏi Phật: Bạch Thế Tôn, kinh này tên là gì? Và chúng con phụng trì như thế nào? Đức Phật bảo Này A Nan, Kinh này tên là Pháp Diệt Tận Hãy lưu truyền rộng rãi Công đức có được sẽ nhiều vô lượng không thể tính kể Khi bốn chúng đệ tử nghe kinh này xong Lòng buồn bã và thương xót thảm thiết Tất cả đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác Sau đó họ đánh lễ Đức Phật rồi cáo lui Phật Thuyết kinh pháp diệt tận